là tin thấy đó, là một phần là cơ men. Một hai đúng rồi, một phát lên đường rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng hỏng một phát rồi anh em ơi. Bảo đây ngày mai xoay được rồi, cứ lao đảo vào lắm cái gì không biết, ông nào xúi mình vậy. Để chút xíu mình tua stream lại mình coi. Năm cái, thiếu một cái. Như vậy là thiếu một cái hả? Thăm ngàn, mày chết với mày, chết với anh rồi. Cho mày luôn, như lại vậy là đủ rồi nha anh em ơi. Rồi. Đủ thì sẽ cho lên cộng 9 trước này. Mình sẽ chơi xong cái lên tiếp. Rồi. Nó cái liên tiếp là sẽ lên. Cho lên 9 hết và cho khoảng 12 ốp, 16 ốp là đẹp nhưng mà 12 ốp trước đó. Cua tài luôn kìa. Rồi. Sáu phát năm lồng ngủ thôi à. Thôi lấy nhiều làm gì, lấy bốn cái thôi. Lấy bốn cái lồng ngủ con đồ thôi. Ok, 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 còn cái này nữa. Một món này bây giờ là chứ món nào chưa có đấy thì mình sẽ cho nó lên là hai ốp trước đó, hai nè, 12 ốp xong rồi sẽ đập cho lên 16 ốp hết là sẽ mát tỷ lệ, nghĩa là sẽ mát 60%. Mình mua thêm cái tỷ lệ là 10% nữa là nó sẽ được 70%. Nạn thế nhỉ. Lại đang hiếm. Lại đang hiếm thực sự luôn đấy. Đấy, mà đập nó còn vậy, đập nó phải đều tay. Khi còn lại em Huy ơi, còn lại em cho anh mượn ít. Còn like cho anh mượn ít. Khi còn like cho anh mượn ít đi ơi. Rồi, lại cứ lần đấy. Anh em cứ làm thế ít thôi rồi. Rồi 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 được rồi được rồi được rồi, bình tĩnh. Lại chứ sao lại là không được hả? Gì sao lại là không được? Sao vậy? Rồi. Tuyết đập lên rồi, khó cần mượn. Anh em mà khó khăn nhau quá. Anh em mà khó khăn nhau quá. Một hai để cất trên này nhỉ. Sáu thật.
lợn cái gì ạ? Món này, hai món này, bốn món, năm, hai món, sáu, sáu món này, hai ba bốn năm. Đến lượt win đó, Linh phải lên 9 hết. Một cái nữa đâu ta? Sáu ốp, 12 ốp nhưng mà mình lấy cái đá kia mình đập lên 16. Mình lấy cái gọi là đá ngọc tôm á. Ngọc tăng ốp ấy. Thì like bên này nó đang đây này. Lấy cái này này. Đang có 6 viên rồi. Mới có 5 viên nhỉ. Này. À, đây này. Một viên phải không? Tại ở bên này cái ngọc cái lai ấy đang đắt lắm. Mình mua thêm ít về nữa. Bây giờ lai là cháy server luôn đấy. Đang gom cũng khó luôn. Ơi. Cho em ném nốt bot có gì đi hả? Ném đi. Và ai thật ngứa mát lồn đại gia có khác. Cho anh ném à, để anh ném hả? Anh xoay xong đó. Đang đầy dương, đang đầy dương để xoay lông cái. Hả? À cái đấy có một can. Cái nó cũng sơn cũng chó, cũng chua được. Cái gì nó ra cái đó, cái quả con mình chín của ông ấy. Thôi thì tôi đỡ. Ta nói vậy đấy. Thì nó mang tiếng nha. Cái bot trong dương là bot có công thành và công thành chín chứ không mình lím lâu rồi chứ đợi chờ đến giờ bốn vãi đái luôn. Kìa. Bốt kia là bốt có ông Sơn ấy. Khi nào mà ông nói bao nhiêu bây giờ là thôi không lấy đâu thì mình mới mở thôi. Chưa nói thì bây giờ vẫn là của ông ấy. Cái gì vậy? Đùa thật đấy. Xịt trộm bố mày cái con nào. Hoài vậy. Rồi.
Rồi. Em có. Hết B luôn à. Thứ B đó, S thì đủ rồi nhưng mà thứ B thôi. Lấy cái phụ mua lấy ít. Là đủ đấy. Thấy con này cho đưa cho nó một cái win nữa này. À, bây giờ là đang cắt vào trong đây một win này. Chứ sao phát? Win ép chưa cộng 9 luôn đấy. Sao phát mình sẽ lấy đủ luôn. Lấy win ép về luôn. Win ép mới cộng 4. Nó lên một cái gì xui chứ vậy. Dẻo lắm nó cũng phải lên được ba cái chứ. Cái quần xì gì đấy đua tài luôn đã thiếu bê tỷ lệ như quần què vậy. Thiếu bê tỷ lệ như quần như quần luôn búa tay luôn này bà nội cha luôn gì không nhà 5 cái tôi cái chuồng chạy quanh nhà. Cái thật đấy. Tí đá lại dao đá hả? Ba mươi bè. Thôi đùa thật. 40 bè thôi mượn nha, mượn nha, mượn nha lúc nào trả nha. Ồ đi cày ngọc nhiều thế. Mượn mượn, nếu mà lên được leo lên được là mượn. Tí đá dạo này giao hàng nhiều quá anh em mày. Mình cứ nóng quá đâm ra mình đập nhanh nhé chưa lót kịp ấy đập chậm lại chút xíu thế này ổn nạn đập chậm cũng vậy à bà nội cha nó nhiều cái lúc muốn chửi thề đó đó gọn cái lên luôn rồi 8 phòng nóng là đại kỵ 5 thiếu một viên đấy hả chưa có ơi quý ơi rồi bây giờ nha 2 4 5 2 4 5 rồi ok xả láng anh em ơi một phát này hai này ba này bốn này năm này đập nhầm một khốn nạn cái viên cây vút có thần rồi mà còn cố tình đập may nhà có làm được thần nhưng không khốn nạn rồi cái gì đập ngọc ông ngọc không ra thần được hả có cái gậy hùng ngọc giờ không ra thần được hả ta có bịp giờ xong bị xịt bắt cái rồi. Cái gậy hồng ngọc bây giờ sao lại không ra thần được? Cái gậy hồng ngọc sao lại không ra thần được? Bây giờ mất 2 viên thần luôn kìa. Vô tài luôn đấy. Bữa trước cái gậy hồng ngọc nó nằm trong bộ gì ta? Cái gậy hồng ngọc. Cái gậy hồng ngọc bữa trước là nó nằm trong bộ thần mà ta. Sao bây giờ đập không ra thần được? Vô lý vậy. 69 là sau này vẫn 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 có thần mà. Ô nó vô lý vậy mình ạ. Bây giờ đang đi mua cái gì mà lại quên mất bài ấy mà. Hay ta. Đi mua một vậy thì thôi đi mua 5 cái này đi. 16, 16 cái nào đang 12 có một cái 12 này. Đúng khôn nặng cái ông Ngọc rồi. Cái điểm được thôi còn khỏe đó.
Bây giờ trong bùa trong dương có ngọc tỷ lệ nhưng mà mình không 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 có quay ngọc tỷ lệ trong vòng quay là không có quay, mình sẽ quay cái ngọc tỷ lệ ở trong đây. Bộ trao may thần gì à? May thần gì? Cái gậy hồng ngọc có thần đấy anh em ơi, nhưng mà bên này nó bị lỗi gì vậy? Rồi khởi động, ai phát đầu tiên đó mua này đó. Mình sẽ mua ngọc tỷ lệ trên trên dương luôn ạ, à, trên 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 shop. Mua trên shop chứ không có cứu giọng mua trên trong vòng quay có sẵn hay bị đấy. Hay bị xịt. Bình tĩnh không? Nóng là đại kỵ trong sòng bạc. Ok. Chơi nha. 1 2 3 bây giờ mình sẽ xoay 6 phát. Xoay 6 phát. Anh em like share cho mình may mắn phát nào. Lúc lông vũ con đồ đầy đủ rồi đấy, đủ hết rồi. Bắt đầu tin này. Cho một cái kim điện vào đi nhỉ. Một sáng tạo, chưa lấy sáng tạo ngáo đá, lúc nãy lấy nhà rồi lại cất vào. Không có tài. Đơ đơ cái gì ấy. Sao là có 47%. Con nạn rồi, cái này tỷ lệ thấp rồi. Này 47% rồi, cái này nó có một ốp quên ngáo thật. Cái này với 70 này. Rồi. Bắt đầu tin. Đấy đó. Đã một phần là cho men. 1 2 rồi, một phát lên đường rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng hỏng một phát rồi anh em ơi. Bảo đây ngày mai xoay được rồi, cứ lao đảo vào làm cái gì không biết, ông nào xúi mình vậy. Để chút xíu mình tua stream lại mình coi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Chưa bắt giới ăn nhân sâm rồi, khốn nạn gì mới bổ vào lụm 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 xịt hết rồi. Phát thứ hai rồi anh em ơi, hai rồi, hai rồi, hai rồi, hai rồi. Hỏng rồi, khốn nạn cái gì vậy đình, đùa thật đấy. Một. Lên được rồi, lên được gì hết rồi. Sao hôm qua nó hay nhiều thế, đùa đấy nhở. À nó cha nó bây giờ xoay xoay tỷ lệ 1-1 luôn này. Xoay tỷ lệ thấp luôn này, thử xem nó lên không này. Xoay cái tỷ lệ thấp này thử xem nó sao này. Quên bùa đá tạo hóa rồi. Cày đó. Hay thức khuya để xài mà không không được cái nào là cày đó. Bốn bảy luôn này. 47 xoay 47 luôn. Bây giờ đến thời buổi kia win 3 rồi. Phát thứ mấy rồi, khốn nạn phát thứ mấy rồi. Thế nhỉ. Phát thứ năm. Khốn nạn rồi, khốn nạn rồi, bây giờ hết luôn rồi. Hết luôn rồi anh em ơi.
nạn. Còn một cái này lấy nha, táng nốt luôn bây giờ. Táng luôn cái này, vút luôn bây giờ. Ông nội nào còn khè lông vũ con đố đây nữa chứ. Tít rồi hả? Không thì cái này nó là mấy cái ông nào ông khịa mình nữa kìa. Cày thế, nhà đùa thật đấy. Ngủ được rồi còn cố tình lại quay lắm cái gì không biết đâu. Thế ngày mai nó báo chỉ kệ nó. Nên bao nhiêu ngày cuối cùng bây giờ là toang hết rồi. Này. Cái một cái đầu ra đây. Nhục. Nó bắt con tèo. Bọn nó quay bạch 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 nó lên hết vậy. Nghe dích kỳ toàn rồi. Con nạn còn cái vút vít về cho lên luôn này. Cho cái vút này nó toàn luôn lên bờ ấy. Còn gì đâu đời tàn chấp đất. Nó đi với cát bụi luôn này. Cái này không đập lên thần là hơi dở này. Tự nhiên cái này không đập lên thần. Con nạn mày lên cái gì mày lên luôn đi cho rồi. Đây ngao đá nó cộng chín còn đập cái gì nữa, ngao đá luôn đấy. Còn lên 16 được luôn kìa. Này thì mắc. Đập lên đây có nhiều không? Để cho nó sáng, thật sáng thì đập đấy. Ông nội cái bên ông còn khoe cái lông vũ con đô nó mới đau. Rồi muốn nạn làm phát nổ luôn, chú vứt cái vút này luôn. Còn cái gì nó đơn đâu mất nữa. Còn cái gì nó mất hai bùa tỷ lệ luôn này. Hết lúc bùa thế giới xét luôn này. Cô máu này. Tích cái gì nữa hãy lên. Đùa thật đấy, đang đen nè. Một phát lên. Ngủ được rồi. Ngủ được rồi còn cố tình mà đi xoay. Ngao đa thật đây còn cố tình mà đi xoay lông thì đúng chịu luôn. Oh. Bọn ông qua bọn quay dữ lắm mà. Mất luôn cả cái vút của Vegas. Mình báo rồi, tích thật nhiều lên rồi xoay. Tích thật nhiều lên, đang đây là gộp mấy bữa rồi xoay. Có tài. Tàn tác hết.